con. À, địa chỉ ở đây là số 260 đường Lê Quang Sung, phường 6, quận 6 nha các bạn. Hủ tiếu Satinai Phước Vinh. Quán này là lâu đời lắm rồi các bạn ạ. À, ba đời là đời từ ông nội bây giờ. Ngày xưa thì bán cách đây khoảng 2-3 căn, còn bây giờ chuyển về đây này. Bán từ sáng sớm. Từ quầy bóng hới luôn. Bên này nước sốt đây anh. Bên này là nước sốt Satinai đặc biệt của mình phải không? Nước chấm. Nước chấm. Đấy. Anh cái này có gì đặc, có gì giống đặc biệt anh em thấy là cái này là món chính của quán này á. Món chính của quán này là cái này đó ha. Đúng rồi. Là cái thằng sa tế sa tế đúng rồi. À, cái này là sa tế đậu phộng hay sa tế tương hay là sa tế như thế nào anh? Thì nó nhiều nhiều lắm. Mấy 20 món ở trong á, nhưng mà cái này không có nói được. Không có nói được. Bí mật quốc gia. Vâng. Quán mình ở đây là mấy giờ đó rồi mình có bán này anh? Mấy giờ đây là mình có mở bán? Sáng 6 giờ bán tới 12 giờ trưa. 12 giờ trưa rồi tối mình bán không? Chiều 4 giờ bán lại. Vâng. Chiều thì bán bên căn nhà nhỏ đó nhưng mà bên này vẫn mở cửa để bán. Tức là bên là bán căn cù bên kia ha. Đúng rồi. Là sáng thì mở để lò bên đây nè. À. Chiều thì để lò bên kia. Sao mình phải chuyển sang như vậy? Mình không bán đây luôn, em thấy đây đang tiền mà. Không phải, nhiều khi nó để cái lò mở thì sáng trưa nó nóng quá. À. Thay phiên nhau. Đấy, tức là nếu mà các bạn ăn bữa tối là các bạn là xích sang hai căn nha, còn ăn bữa sáng là ăn ở đây. Đấy. Ở đây mình có bán qua cái app nào chưa anh? Có chứ. Có như mấy cái Grab rồi. Grab food này, nào cũng kia ha. Rồi mình có cái quán có giao hàng anh hay là kiểu có. Giao hết luôn. Ở đây người ta điện thoại lại hoặc là người ta đặt Grab lại tự lấy đi. Vâng. Đấy. Cái quán ở đây có bán qua app các bạn. Bán qua app và cái giá nó có tăng một chút xíu so với đây không anh? Không, cũng vậy thôi. Vậy luôn ha. Cái tô này đang là bao nhiêu đây? Tô này đang là hủ tiếu mì là 80. 80. Thì như ở đây em thấy chủ yếu người ta ăn tô 80 hết anh nhỉ. Hủ tiếu thì rẻ hơn 5 vâng. ngàn. Hủ tiếu lại hơn 5 ngàn 50, đúng rồi. Còn thập cẩm thì thêm 10 ngàn nữa. Vâng. Ở đó em thấy có cái hủ tiếu mì, cái sữa mì đó là quà nhà mình tự làm hay là kiểu như nào anh, hay là mình đặt người ta anh? Cái người làm này cũng là bà con với nhau. À, là người Hoa luôn ha. Đúng rồi. Cái đặc biệt của cái món hủ tiếu nhà mình là gì vậy anh? Sa tế thôi, món hủ tiếu tay sa tế. Sa tế thôi. Đúng rồi. Tức là ngon không là do cái thằng sa tế này ha. Đây các bạn này, đây là cái phần sa tế đặc biệt của quán này. Sa tế với thịt nai. Sa tế và thịt nai. Đấy. Ở đây chủ nhật còn có gân nai nữa. Gân nai, chủ nhật thì có gân nai. Còn ngày thường là không có gân nai. Không. Hôm nay mình đến là vô thứ tư. Rất tiếc không có, hôm nay thứ năm, thứ tư ta. Có năm. Thứ tư. Thứ tư. Hôm nay không có gân nai nha các bạn, chủ nhật các bạn để được ăn gân nai nha. Gân nai nó như nào ta, ngon, nó so với gân bò nó có ngon hơn không anh? Nó mềm hơn gân bò chứ. Mềm hơn gân bò. Con nai là nó giống con hươu nhưng mà nó bự hơn con hươu đúng không anh? Đúng rồi. Cái đường đối diện cái hẻm này là cái đường gì anh nhỉ? Đây kia là đường Lê Quang Sung luôn. Đó là đường hẻm thôi, khi mình đi ra đường lớn là đường Hậu Giang. À, tức là cái quán này nằm ngay của ngã ba luôn nha các bạn. Đối diện cái đường này còn là hẻm, hẻm Lê Quang Sung luôn. Đúng rồi. Ở đây mình bán lâu như vậy chắc khách mối nhiều không anh? Đúng rồi, khách quen nhiều. Khách quen nhiều lắm anh. Nhiều người ta đi nước ngoài về đi cả 5, 6 năm vậy đó người ta quay về. À, ghé đây luôn ha. Đấy. Khách bán tới 50-60 năm rồi. Nếu mà cái tính ra cái thời mà ngay đầu mình bán lúc đó bao nhiêu tiền một tô, em nghĩ chắc lúc đó chắc khoảng mấy đồng. Đúng rồi, cái thời xưa mấy đồng. Mấy đồng á, bán từ thời mấy đồng bây giờ. Kinh thật. Quán đây rất là thoáng nha. Ở trong quán thì có 2-3-4 cái quạt. Quạt trần á, rất là thoáng. Và nếu các bạn để ý thì dưới một cái bàn đều có một sọt rác á, và ở đây ở nhà cho nên người ta làm rất là sạch, quán này rất là sạch sẽ nha các bạn. Cái tô đẹp đẹp này là như thế nào anh? Tô này là hủ tiếu mì nai. À, hủ tiếu mì nai. Là hình như tô đẹp này chắc mắc nhất anh nhỉ? Không, tô này là 80. 80. À, em tưởng nãy là 90. Vâng, em tưởng tô đẹp này là mắc nhất. Bạn nào ăn nhiều thì có thể ăn hủ tiếu mì nai nha.
Ủa anh ơi, hủ tiếu xa thế này nếu mà có hết cả những cái phần này là như thế nào anh? Ví dụ như là một thập cẩm là sẽ bán như thế nào? Có đầy đủ hết. Đầy đủ hết những mấy này luôn ha. Đều có hết. Vâng. Mà khách ở đây mình người ta có hay ăn phần thập cẩm không anh? Có. Cũng rất nhiều. Ăn rất nhiều à. Tại nhầm lúc người ta hay ăn nai không nhiều chứ dạ. Cũng đều đều. Mọi thứ đều có người ăn đó. Vâng, anh tên gì anh? Quang. Anh Quang. Ừ. Ở trong này nãy giờ mình thấy anh Quang là người hiền lành nhất các bạn ạ. Ít nói âm thầm lặng lẽ, múc đồ các kiểu luôn. Hình như cái này là gạch này là mình luộc chín trước phải không anh? Đúng rồi, luộc chín sẵn rồi, cái này chín hết toàn bộ rồi. Chín hết toàn đồ luôn. Cá là chưa có chín rồi. À, cái này mình dùng cá gì mà nó... Cái này cá lóc. Cá lóc, đấy. Ở đây thì vừa có thịt nai, vừa có thịt heo nhé các bạn. Đấy, heo từ đây mình thấy có gạch này, có tôm này, có cá lóc này, có phèo. Theo anh là để ăn được cái món hủ tiếu hấu sa tới nay là mình ăn khô ngon hay ăn nước ngon anh? Tùy người, ví dụ mình ăn cay được nhiều á. Thì mình nên ăn nước. Vâng. Mình ăn cay ít thì mình nên ăn khô. À. Ví dụ mình ăn cay ít thì mình để cái sa tế riêng ra. Vâng. Mình ăn cay ít mình ăn được từ từ được. Nếu mà mình ăn nước á, mình ăn cay không nổi á. Vâng. Mình ăn không nổi luôn. Đấy, tức là các bạn nghe nha, các bạn làm ăn cay được á, ăn cay tốt á thì các bạn hãy gọi nước. Nước thì bỏ cay được, bỏ thằng sa tế vô được nhiều ha. Đúng rồi. Ăn sẽ ngon, còn bạn nào mà ăn được cay hơi yếu chút xíu thì ăn khô nha. Đấy. Ở đây thì có hai nồi nước anh trùng, một cái nồi nước trùng và một cái nồi nước lèo riêng. Cái nước đó là nước gì đây? Cái nước này là nước gì á? Nước súp à? À, nước súp của nó, nước nem của nó. Dạ. Cái này là mình thấy anh trùng có một nồi nước trùng riêng luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Trùng trong vòng khoảng 1 phút cho nó chín chuẩn bị. Cái này là mình đang làm tô này là bao nhiêu đây anh? Tô này là 80. 80. Các bạn tham khảo một tô hủ tiếu 80 nha. Cái này là thịt nai anh. Đúng rồi. Này sửa lại quá anh. Cho nước tràn. Có tóc mỡ. Ủa cái này nước dùng không anh? Đúng rồi, nước dùng. Ủa nước dùng của nó rất là trong các bạn ạ. Cái này là một loại sốt này hình như có vẻ. Sốt sa tế. Đúng rồi, sa tế là nó nước nêm. Nước nêm. Cái này là tóc mỡ. Mấy cái này là cái gì đây? Viên, mực. Mực. Tôm. Tôm. Cầm. Mèo. Cá. Gan. Cái đó là thịt nai đúng không anh? Đó, sa tế nai đặc biệt cái phần thịt nai đó. Hình như là ở đây là mình thấy là đắt nhất là phần thịt nai các bạn ạ. Tô 80.000. Ở đây thì họ làm một cái quầy ngay bên phía bên phải luôn. Sa tế. Thịt nai này được trần sơ qua là mình thấy chín một nửa rồi. Ở đây thì có hai người đàn ông đứng trong quầy và làm nhiệm vụ lên món riêng và có người thu tiền riêng. Hình như ở đây em thấy hình như người trong nhà mình không anh nhỉ? Đúng rồi, gia đình không. Gia đình không ha? Dạ. Nghệ Hoa có một đặc điểm là hầu hết là những cái quán của Nghệ Hoa, đặc biệt là những cái quán kiểu gia đình như thế này các bạn này, hầu hết là những người trong gia đình làm không ạ? Cái thập cẩm là bao nhiêu anh? Cẩm là 85. 85, còn sa tế này 85. Tức là ở đây chỉ có một giá là 75 và 85 thôi đúng không anh? Hủ tiếu mì là 90. À, hủ tiếu mì là 90. Tức là mì sẽ mắc hơn 5.000 ha? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cái này là mì, gọi là mì gì đấy anh? Mì trứng. Mì trứng hả? Dạ.
sạch đây. Đây nãy giờ mình đứng đây chút xíu mà mình thấy là bán liên tục luôn các bạn ơi. Này thì gì đây, anh giống thịt bò ấy. Thịt nai luôn hả? Ồ, có thịt nai tươi luôn à? À cái này là anh trùng thôi, anh bỏ vô cái tô sẵn. Sao tới không? Nai không. Nai không luôn. Quán này là ba đời rồi các bạn, quán này lâu quá trời lâu rồi. Quán này được cái rất là sạch sẽ nha. Ở đây thì món thì cũng không có nhiều món, thì có sa tế nai và hủ tiếu sốt cộng thôi. Hôm nay thì mình giới thiệu sa tế nai cho nên mình sẽ tập trung vào sa tế nai nha các bạn. Ở đây thì hôm nay thì mình kêu ra hai phần này. Ở đây là một phần hủ tiếu thập cẩm. Đấy, hủ tiếu thập cẩm thì ở đây là có mực này, có tôm này, có cạch này, có cá này, xí quách, rồi thịt, rồi phèo. Đấy. Rồi có một phần mì phía bên cạnh này. Phần mì này thì có phở và có mì nha, có tôm mực phía trên. Phần này hình như là cũng 80-90 ngàn gì đấy, 80 ngàn, 80-85 ngàn gì á. Bên này là sa tế nai. Sa tế nai thì độc chỉ có thịt nai thôi. Đấy, ở đây đặc biệt là sa tế nai cho nên là mình gọi độc thịt nai thôi nha các bạn. Ở dưới thì có mì, hôm nay mới đưa mì ra không biết còn dai không. Nhưng mà có vẻ cảm giác rất là dai nha. Đấy. Này mình đưa ra mình quay tới quay lui hơi lâu rồi nhưng mà cũng rất là dai. Ăn kèm với nó thì ở đây có một cái phần sa tế, đặc biệt là cái sa tế này nha các bạn. Ở đây đặc biệt hai thứ, một là nước dùng, hai là cái phần sa tế nai này, và đương nhiên là phải có thịt nai là cái thứ ba rồi. Đấy, rau thì ở đây trên mùi bàn mình thấy người ta cho rau thơm, một rau xà lách ra ăn kèm đấy. Còn cái này là cái gì đây? Cái này giống một nước mắm ăn kèm nha các bạn. À, bên này có tương, hay là tương giống của người Diều, các bạn ăn nào tùy nha. Nói chung quán này được cái sạch sẽ các bạn ạ. Nãy giờ mình bước vào trong một cái quán là mình thấy là sạch sẽ là bắt đầu mình được rồi đó. Rồi mời cả nhà nha.
Thơm và cay nồng, đó là cái vị đầu tiên các bạn có thể nhận được, thơm của thịt nai và cay nồng. Món này á, lúc nào như anh nói là nếu mà các bạn mà ăn được hơi gọi ăn được cay một chút xíu nha, thì hãy gọi cái tô nước nha, còn không các bạn cứ gọi tô khô như thế này này, vị khô là các bạn trộn bao nhiêu sao đấy và tùy thích, còn nước á, thì ở trong món mặc định nó đã có hơi cay rồi đấy. Cái này là sao tới đây, cái này là sao tới đặc biệt các bạn này, chấm thằng thịt nai này cái nha. Ồ, sao tới đặc sệt luôn, ngon chưa, mời cả nha. Wow, cái này nó cay nồng, nó thơm mà nó cay nó nồng, thực ra nó cũng không có quá cay đâu, cay vừa phải thôi. Ở đây thì nai tươi cho nên rất là mềm. Cái này cay nha các bạn, ăn là hơi bị nồng luôn đấy. Cái này bạn nào ăn được cay thì ăn phần này nha. Cái này là cái vị đặc trưng của người Hoa nha các bạn. Mì này, mì đây là mì trứng, mì tươi, rất là dai nha. Mình kéo đây cả chùm cái này, các bạn thấy này, biết là dai ha. Mì trứng này á, nếu mà đưa ra ăn liền thì nó dai, nhưng mà bây giờ mình ngâm hơi lâu rồi, nhưng mà nó vẫn còn dai nhẹ. Cái thằng mì trứng này nếu mà ăn mà để ý cho kỹ nhá, thì nó sẽ có vị hơi bị bùi và hơi bị béo trong đó. Cái mì của người Hoa thì không phải ai cũng ăn được. Có một số bạn thì ăn một số mì của người Hoa thì sẽ không quen. Cái mì của người Hoa nó kiểu như thế nào ta? Người Việt mình thì đôi khi cũng ăn nó ngọt ngọt, ngọt ra ngọt, mặn ra mặn, rất là đậm đà. Còn người Hoa thì nó kiểu nó hơi lợ lợ chút xíu. Nếu mà ăn không quen thì ăn nó sẽ hơi không quen miệng đấy. Nhưng mà nếu ăn quen rồi thì thấy nó rất là ngon. Người Hoa nấu đôi khi nó không phải ngọt đường mà nó cũng phải ngọt về bột ngọt, cái kiểu nó hơi lơ lơ ở giữa các bạn. Cái thằng bún này, gọi là sao, coi cái này gọi là hủ tiếu người Hoa. Thực ra thì nó cũng như sợi phở của mình thôi, mình ngâm trong nước hơi lâu bắt đầu nó mềm ra. Thịt nai là nó mắc nha các bạn, thịt nai là so với thịt heo hay thịt bò thì nó cao hơn, giá hơn, nó giống thịt dê vậy đó, mắc hơn thịt dê nữa. Mình thì cũng có giới thiệu rất là nhiều các quán ngon của người Hoa ở trên kênh á, và mình có tạo ra một cái danh sách riêng tập hợp những món ngon của người Hoa. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào mà thích các món Hoa thì mình có để lại một cái đường link ở trong phần mô tả video á, ở trong đó mình tạo một danh sách phát riêng về các món của người Hoa nha. Nếu các bạn thích món ăn của người Hoa thì các bạn nhấp vào phần mô tả ngay dưới video có sự xem thêm á, các bạn nhấp vào đó
và trong đó thì sẽ có một cái danh sách bát mình tạo trong đó, các bạn có thể nhấp vào đó nếu mà để kiếm ra cho mình một cái quán hoa gần nhà mình nhất nha. Nếu thích ăn món nào thì mình cũng giới thiệu tương đối khá là nhiều các món hoa đó các bạn ạ. Hôm nay tiếp tục là một món hoa. Ở trong Sài Gòn này thì ở khu vực quận 5 này, nếu các bạn muốn ăn các món hoa ngon ha, các bạn tới khu vực quận 5, quận 10, quận 11, quận 6, đó là những nơi tập trung rất là nhiều cộng đồng người Hoa sinh sống và ở đó thì có rất là nhiều quán hoa ngon. Như vậy là tiếp tục trong cái hành trình khám phá món hoa ngon ở Sài Gòn thì hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ đến cả nhà một cái quán ba đời của người Hoa bán chuyên món sa tế na nha. Nếu bạn nào mà thích ăn các món hoa hay là muốn ăn thích ăn món sa tế na hoặc chưa từng ăn các món người Hoa hoặc là món sa tế na thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé bán thử nha. Quán đây thì cái điều mình thích đầu tiên là quán sạch sẽ nhé, là sạch sẽ thoáng mát, như bạn thấy mình thấy không có một cọng rác luôn, rất là sạch sẽ thoáng mát nha. Về phần giá bán thì một phần thì dao động từ 70 đến 80 đến 90 đấy, có hai món đó là cái phần hủ tiếu mì tập cẩm và món đặc trưng của sa tế na, tức là món sa tế na. Rồi nha, nếu bạn nào thích thì có thể ghé vào đây ăn thử nha. Còn đưa video này chắc mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của các bạn về món ăn ngày hôm nay nha. Còn bây giờ mình tiếp tục ăn các bạn. Cái này ăn nó cay, nó toát cả mồ hôi luôn á. Now that I'm looking back.